Đây nha anh ạ, cái giọng giọng này thì tên là Lạc Điếu Giang Duyệt. Nói chung là mấy cái giọng này thì giá rất là rẻ. Giọng thì có các size là 40 cm, tức là cái đường kính của cái miệng giọng này là 40 cm rồi. Đấy, nó có cái túi như này. 40 cm nhân với cả 2 mét thì là 170.000, 40 nhân 2 mét rưỡi thì là 180. 40 nhân 3 mét thì là 190, còn 45 cm nhân 2 mét rưỡi thì là 200, rất là rẻ, rất là rẻ. Vành này không khác gì những cái dòng còn hàng, thì nó cũng có cái một cái đoạn lớp này để mình gạt cá vào đây nó đỡ bị mắc vào lưới. Đấy, mắc cái vây vào lưới xong rồi mới rơi xuống. Nói chung là những cái dòng này thì nó cũng mấy cái dòng này nó cũng giống nhau hết thôi. Đấy, một cái chiều dài của nó thì tất nhiên là cái phần đít này thì giá rẻ nhưng mà nó vẫn cứ làm cái này để nó, nếu mà được nhiều cá thì nó sẽ đỡ lặn hơn kiểu như thế. Cái lưới của nó thì cũng là lưới tráng qua một lớp nhựa để cho nó đỡ chống dính. Một đoạn giữa thì có cái dây này để đấy xách cho dễ, xách cả đoạn giữa này được. Chân cắm kiểu đây. Nói chung là mấy cái phụ kiện này thì thật sự là thì cũng không biết nói gì nhiều. Đây còn này là cây đây, tuyệt thế kiêu hùng chưa chụp được ảnh. Đây là giá cũng như là cái giọng túi đựng của nó đây.